Giải câu 1. Tìm m để hàm số y bằng -1/3 x mũ 3 cộng m x bình phương trừ cho mở ngoặc m bình trừ m cộng 1 đúng không ạ? Nhân x cộng 1 đạt cực tiểu tại x bằng 1. Thì để giải bài này chúng ta nhớ rằng là đối với cái hàm bậc 3 đó thì hàm số mà đạt cực tiểu tại cái điểm x0 nào đó thì cái f phải x0 nó phải bằng 0 và f 2 phải x0 nó phải lớn hơn 0. Lưu ý cái này nó chỉ đúng với hàm bậc 3 thôi. Còn cái điều này thì nó không đúng với tất cả các hàm khác. Cho nên là khi giải bài mà khi mà đạt cực tiểu tại một điểm đó mình sử dụng cái điều kiện này là chưa được nha. Ở đây nó mình chỉ áp dụng trong trường hợp cái hàm bậc 3 thôi. Như vậy thì áp dụng vô cái bài này á thì đầu tiên á, là chúng ta phải tính cái đạo hàm của nó. Đạo hàm của nó là trừ x bình cộng 2 mx trừ cho và y 2 phẩy thì nó sẽ bằng trừ 2x cộng 2m. Thế bây giờ là cái điều kiện thứ nhất là y phẩy tại điểm 1 mà bằng 0 thì nó sẽ tương đương là gì? Mình thế x bằng 1 vô chỗ này. Thế x bằng 1 vô chỗ này. Thì chỗ này nó là -1 cộng 2m trừ m bình cộng m trừ 1 bằng 0. Và cái này là cái phương trình bậc 2 theo m trừ m bình cộng 3m trừ 2 bằng 0. Thì cái phương trình này á, là mình có thể sử dụng máy tính bấm ra. Mình có thể sử dụng máy tính bấm ra hoặc là mình có thể tính nhẩm. Thì tất nhiên cái bài này mình có thể tính nhẩm ra được. Nó chính là m bằng bằng 1 và m bằng 2. Đúng chưa? Mình có nếu mà bấm máy thì mình sẽ bấm menu chính 2. Phương trình bậc 2 cho nên mình chọn số số 2. Này hệ số trước m bình là trừ trừ 1 rồi 3 rồi trừ 2 thì nó có cái nghiệm x bằng 2 và x bằng 1 à. Nhưng mà ở đây là phương trình theo m à. Cho nên là cái phương trình này nó sẽ tương đương là gì? Là m bằng bằng 1 và m bằng bằng 2. Thì chỗ m bằng 1 này mình sẽ suy ra được là y 2 phẩy. Cái này mình ký hiệu chữ y luôn. Tại điểm 1. Thì chỗ này á, là mình thế x bằng bằng 1 vô. Thì nó ra là nhiêu? Trừ 2. Còn chỗ này mình thế m bằng 1 vô. Tại vì trong trường hợp mình đang xét là m bằng 1 là cộng cho 2 bằng 0. Vậy thì mình loại cái giá trị m này. Cái điều kiện thứ hai là y 2 phẩy 1. Nó sẽ bằng nhiêu? Ở đây nó cũng là trừ 2. Nhưng mà khi mà m bằng 2 thì chỗ này nó là m4 rồi. Mà 4 trừ 2 thì bằng 2. Nó lớn không mà. Vậy thì mình nhận chỗ này. Vậy mình kết luận là vậy. Chỗ này là m bằng 2. Ở đây mình sẽ chọn đáp án D.